Trước hết là một nén hương. Một nén hương thì tượng trưng cho cái sự mong cầu thần linh, mong muốn tổ tiên phù hộ cho mình mua may, bán đắt, bình an, may mắn. Thắp một nén hương thì để thờ cúng thần linh trong nhà được gọi là bình an hương. Còn với ba nén hương thì một nén thì cầu cho. Xin kính chào quý gia chủ. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp phong thủy cùng Phùng Gia. Và chủ đề ngày hôm nay chính là sai lầm trong việc thắp hương ngày Tết. Việc thắp hương ngày Tết thì đã là một tục lệ rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết như thế này. Thì những sai lầm trong việc thắp hương ngày Tết thì được rất nhiều người quan tâm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại có mặt tại đây, được ngồi cùng thầy Master Phùng Phương là chuyên gia của Hiệp hội Phong thủy Thế giới để giải đáp các thắc mắc của quý gia chủ. Vâng, xin kính chào quý gia chủ và các bạn hữu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi mà được rất là nhiều người quan tâm và đội ngũ trợ lý của chúng tôi đã tổng hợp lại rất là nhiều. Đấy chính là số lượng nén hương thì có ý nghĩa gì thưa thầy? Số lượng nén hương. Trước hết là một nén hương. Một nén hương thì tượng trưng cho cái sự mong cầu thần linh, mong muốn tổ tiên phù hộ cho mình mua may, bán đắt, bình an, may mắn. Thắp một nén hương thì để thờ cúng thần linh trong nhà được gọi là bình an hương. Còn với ba nén hương thì một nén thì cầu cho tổ tiên ở quá khứ, một nén cầu cho hiện tại bền vững và một nén cầu cho tương lai con cháu tiếp nối và kế thừa. Ngoài ra thì quan niệm khác cũng cho rằng là ba nén hương này, nén chính giữa gọi là hương giáo chủ, nén bên trái thì là hương thanh long, còn nén bên phải là hương bạch hổ. Còn năm nén hương thì sao? Thắp năm nén hương được gọi là thiên ngũ hành hương hay là còn gọi là âm dương ngũ hành hương. Con số 5 thì tượng trưng cho 5 phương trời, 5 phương đất và 5 hướng thần linh. Trong phong thủy thì ngũ hành là 5 yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đúng không? Nên là 5 nén hương cũng tượng trưng cho là ngũ hành viên mãn. Và số lượng nhiều hơn là 7 nén hương. 7 nén hương thì được là gọi là bắc đầu thất tinh hương. Với tên gọi là theo thứ tự là thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, khai dương, ngọc hoành và giao quang. Là những vị thần linh cai quản tam giới. Thắp 7 nén hương thì cũng được thắp 7 nén hương cùng một lúc ấy, là mời gọi các cái vị thần linh này, chiêu gọi những vị thần linh thiên tướng. Nếu mà không quá cần thiết thì chúng ta không nên thắp 7 nén hương, vì 7 nén hương này sẽ chỉ dành cho những cái đàn lễ trong những cái mật pháp hoặc là những cái nghi lễ đặc biệt mà thôi. Những người mà không am hiểu về thờ cúng thì chúng ta không nên dùng 7 nén hương này. Và cuối cùng là 9 nén hương. 9 nén hương thì theo phong thủy được gọi là cửu cửu liên hoàn dương. Cắm nhang theo thứ tự thì là 3 cột, ở trên là mời Ngọc Hoàng, thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ở dưới thì là mời Thập Diện Diêm Vương. Thắp hương 9 nén nhang mang lại cái tín hiệu là cái sự cầu cứu. Khi mà chúng ta đã không còn cái hy vọng nào nữa thì 9 nén hương mang cái tính chất là cầu cứu, chủ yếu và rơi vào những trường hợp mà bất đắc dĩ, hầu như là không còn sự trợ giúp gì của con người hoặc là dương trần nữa thì mới phải cầu tới 9 nén hương này. Và đây cũng là một cái đàn lễ mà thực ra là rất là hiếm gặp. Chỉ có những người mà theo đạo gọi là đạo thần tiên, ở Việt Nam gọi là đạo thần tiên, hay là ở bên Đài Loan thì cái có một cái trường phái gọi là Đài Loan phái ấy, thì sẽ dùng 9 nén hương này để vào trong những cái đàn lễ đặc biệt của họ. 9 nén hương và 7 nén hương thì thường rất là ít gặp ở Việt Nam, vì đó là những cái mật pháp mà tôi mới chỉ thấy ở bên Hồng Kông và bên Đài Loan dùng thôi, còn ở Việt Nam mình chưa thực sự là thành thạo về cái mật pháp này. Nói tóm lại là nếu như chúng ta thắp hương ở nhà thì chúng ta nên thắp 3 nén. Nên thắp 3 nén vào mỗi bát hương nếu như là ở ban thờ gia tiên. Vâng. Xin cảm ơn phần trả lời thắc mắc của thầy đã giúp cho rất là nhiều các quý gia chủ quan tâm. Và đến với câu hỏi tiếp theo. Theo phong tục từ xưa, cứ vào ngày Tết, các gia đình thường thắp hương liên tục, cứ hết tuần hương thì lại thắp thêm. Vậy Tết có nên thắp hương và khấn liên tục trong ngày Tết hay không thưa thầy? Vâng, thì đây cũng là một quan điểm mà tôi thấy rằng ở ngoài kia tranh cãi nhau rất là nhiều. Và cái việc mà thắp hương liên tục trong ngày Tết với cái quan điểm rằng là lúc nào cũng phải đỏ hương ở trên ban thờ ấy, thực ra đó chỉ là quan niệm dân gian thôi. Đó là một cái sự không cần thiết. Cái quan trọng nhất của cái việc mà thờ cúng trong 3 ngày Tết là tôi đang nói đến cái việc thắp hương ấy, là phải lên hương đúng vào cái khung giờ đẹp. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải lên hương vào trong khung giờ đẹp? Vì trong khung giờ đẹp của mỗi ngày, đó là giờ mà khi cái sự linh ứng trong cái kết giao giữa dương trần và âm thế là mạnh mẽ nhất, thì chúng ta khi chúng ta lên hương, chúng ta nguyện cầu
sẽ có được cái linh ứng rất là mạnh mẽ. Vâng, cảm ơn thầy. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến một câu hỏi nữa. Thưa thầy, thì thầy quan niệm thế nào về việc cầu xin tài lộc ngày Tết? Câu hỏi này chắc chắn là rất là nhiều người quan tâm đây đúng không ạ? Chúng ta thường mỗi lần đến trước ban thờ đều cầu xin tài lộc đúng không? Vâng. Nhưng mà đó cũng giống như cái việc mà chúng ta về nhà chúng ta xin tiền bố mẹ, thì cũng chỉ khác nhau là một người còn tại thế và một người thì đang ngự ở trên khám thờ thôi, đúng không? Nên là theo tôi, trong những ngày Tết, cái truyền thống tốt đẹp của chúng ta trong cái việc mà thờ cúng ông bà tổ tiên ngày Tết ấy, đó là báo cáo với ông bà tổ tiên những cái thành quả, những sự thành công của con cháu tổ hiếu tôn hiền đến với cả ông bà tổ tiên, những người mà luôn dõi theo chúng ta. Đó mới là cái truyền thống tốt đẹp nhất. Chứ còn cái việc mà chúng ta mong cầu tài lộc đến ngày Tết thì cúng bái để mà mong rằng là hãy cứu ông bà, hãy phù hộ độ trì để cho con được nhiều tài lộc, cho con kiếm được nhiều tiền, thu nhập được cao, thì theo tôi đó cũng giống như cái việc của chúng ta về nhà chúng ta xin tiền ông bà bố mẹ chúng ta, có nhiều rất là không nên. Chúng ta hãy thành kính và báo cáo những cái thành quả chúng ta đã đạt được trong năm qua, và hãy báo cáo những cái dự định của chúng ta trong năm tới, và một phần là cầu mong ông bà cho những cái dự định đó thành công, như vậy là được rồi. Còn chúng ta đừng có cầu xin những cái về tài lộc cho con năm sau con được giàu, cho con năm sau con kiếm được nhiều tiền. Nó rất là chung chung và thực sự như vậy nó cũng không phải là đúng theo cái thuần phong mỹ tục rất là tốt đẹp của cái công việc mà thờ cúng thờ phụng gia tiên của chúng ta. Xin cảm ơn thầy. Và có lẽ là qua câu trả lời vừa rồi của thầy Phương thì các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về cái việc cầu xin tài lộc như thế nào, và chúng ta làm như thế nào để đúng, để thực hiện được cái đúng cái vai trò cũng như là cái ý nghĩa của việc cầu xin tài lộc ngày Tết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, thì có một kiêng kỵ là trong 3 ngày Tết tuyệt đối không để người ngoài thắp hương hộ gia chủ, thì điều đó có đúng hay không ạ? Đây cũng là điều mà chúng ta cũng nên kiêng kỵ, và điều đó là chính xác đấy. Khi mà ngày Tết đến ấy, tôi thấy rằng rất là nhiều những cái dòng tộc ở, đặc biệt là những cái tỉnh lẻ, những thành phố mà không phải là thành phố lớn ấy, họ có một cái khuôn viên nhà rất là rộng, thì tất cả những họ hàng này, hàng xóm này, rồi là người thân người quen khi mà tới nhà bao giờ cũng đi tới trước ban thờ và thắp một nén nhang, sau đó cầu khấn cái điều gì đó, rồi sau đó mới tới gặp gia chủ để mà những cái câu chuyện chúc Tết ngày Tết, thì đó là một trong những điều mà theo tôi đó là những điều mà không đúng với cả cái phong tục thờ cúng của phong thủy Việt Nam. Vì 3 ngày Tết là ngày để mà những người mà trưởng nam và những gia chủ thắp hương với cả ông bà tổ tiên, chứ không phải dành cho cái việc thờ phụng, như là những người khách đó vào để mà chào hỏi ông bà ta thì cũng không đúng. Còn đối với những gia chủ hiện tại giờ đang phải đón cái Tết cổ truyền ở xa xứ, thì có thể nhờ người thắp hương tại nơi mà chúng ta để cái ban thờ của tổ tiên, ví dụ như là từ đường, ví dụ như là nhà thờ họ, đúng không? Chúng ta có thể nhờ một người ở trong họ, nhưng nếu như mà được thì nên nhờ cái người mà ở sát dưới cùng với cả trực hệ của chúng ta. Ví dụ như là bạn vẫn còn bố chẳng hạn, bố của bạn là trưởng họ, thì bạn có thể nhờ ngay người chú hoặc là người chú thứ hai, chú thứ ba, rồi sau đó mới tới những người con của những người chú đó, thì như vậy gọi là trực hệ. Những người đó sẽ có cái linh cảm, nó có cái linh ứng với cả tổ tiên dòng họ của chúng ta sẽ tốt hơn. Chúng ta không nên nhờ người ngoài. Đó là một trong những điều chúng ta cũng nên chú ý trong ngày Tết này. Và một câu hỏi tiếp theo, mà câu hỏi này thì ngay cả bản thân em cũng rất là thắc mắc. Câu hỏi như sau: khi thắp hương ngày mùng 1 mà hương bị tắt, không cháy hết thì có sao không thưa thầy? Vâng, thắp hương ngày mùng 1 mà hương bị tắt thì thật ra trong cuộc đời của một con người, nếu mà đã thắp hương thì kiểu gì cũng sẽ bị tắt hương một lần. Và trong những cái lần mà bị tắt hương đó, chúng ta sẽ luôn là cảm thấy rất là lo lắng. Không, mà đặc biệt lại đến ngày Tết đúng không? Đến ngày Tết thì chúng ta lại thắp hương mà bị tắt hương, thì lúc nào cũng ở trong cái tâm trạng là lo lắng, là không biết có điểm gì hay không, đúng không? Không biết có điểm gì không, có biết có điều gì xui xẻo đang chờ đón mình không. Nhưng mà tôi cũng khuyên các bạn rằng chúng ta hãy dành những cái lo lắng đó, hãy dành những cái thời gian để mà nghĩ những cái việc đó, dành cho cái thời gian đó, dành cho việc mà chăm sóc gia đình và ở thoải mái bên người thân của mình. Vì cái đó không gọi là điểm, mà chỉ là một cái sơ sẩy của chúng ta
trong cái cuộc sống này mà thôi. Điều đó không có ý nghĩa gì ở trong phong thủy cả. Nên tôi cũng qua cái thời lượng của video này, tôi cũng muốn gửi tới các bạn rằng khi mà chúng ta thực hiện công việc thờ cúng, tất nhiên chúng ta là những người rất là thành tâm, chúng ta là rất là những người rất chỉn chu trong cái công việc mà thờ cúng, thờ phụng với ông bà tổ tiên. Nhưng không nên là vì một cái chi tiết nhỏ nào đó mà chúng ta quá lo lắng và mất đi cái sự tập trung cho những cái thời khắc quây quần bên gia đình, quây quần bên người thân. Và đặc biệt là trong cái thời khắc chúng ta ở cuối năm này rồi, mặc dù ở cuối năm này ngoài xã hội kia đã quá biến động rồi, đã có rất là nhiều những khó khăn rồi, nhưng các bạn đừng có vì những cái câu chuyện nhỏ như vậy làm mình thêm lo lắng nữa. Hãy dành tâm trí của mình, hãy dành thời gian đó tận hưởng những cái phút giây khi mà gia đình quây quần bên nhau. Tôi cũng chỉ biết là nói như vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn phần giải đáp của thầy Phương. Có lẽ là cái phần giải đáp vừa rồi cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy phần nào bớt lo lắng đi. Bởi vì là đúng thật sự là nếu mà ngày mùng 1 mà mình châm hương mà hương lại bị tắt thì đúng là tâm trạng của mình rất là lo lắng. Không chỉ có như vậy mà có những người, rất là nhiều người cũng nhắn tin cho đội trợ lý đúng không? Vâng, nói là tôi đang thắp hương rồi tôi chẳng may tôi làm vỡ cái bình hoa, tôi chẳng may tôi cầm cái quả Phật thủ mà nó rơi xuống nó vỡ mất quả Phật thủ rồi nó nát mất cái này, vỡ mất cái kia. Rồi tôi trong cả cái ngày Tết đó tôi cảm thấy rất là lo lắng và tôi muốn xin thầy cho tôi thỉnh một cái vật phẩm gì để tôi có thể là hóa giải được cái vận hạn sắp tới của tôi. Vì là có cái điểm xấu này chắc chắn nó sẽ rất là xấu rồi. Và những cái trường hợp như vậy bạn trợ lý đã biết rồi đúng không? Tôi đều từ chối. Tôi nói rằng là không có cái vật phẩm gì cả. Nó chỉ là những cái tâm lý của chúng ta, những cái tinh thần thôi. Và chúng ta hãy hướng tới những ngày xuân với những cái tâm thế thoải mái nhất. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà chúng ta quên mất cái giây phút mà đầm ấm quây quần bên gia đình. Xin cảm ơn phần trả lời của thầy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, thì nên thắp hương vòng hay hương nén vào ngày Tết ạ? Thì sẽ tốt hơn ạ? Bây giờ tôi mới thấy các bạn hay quan tâm đến là hương vòng hay là hương nén. Thực ra thì hai cái loại hương đó sẽ thắp vào trong những dịp khác nhau. Đặc biệt là những ngày quan trọng thì chúng ta thắp hương nén, sau đó chúng ta thắp thêm hương vòng. Cái mục đích chính của thắp hương vòng là để nhìn cái bát hương của chúng ta đầy đủ, đầy đặn hơn. Và cái thời gian mà lên hương nó được lâu hơn. Cái thời gian hương vòng sẽ lâu hơn là thời gian hương nén, đúng không nào? Nên là cái việc mà chúng ta dùng hương nén hay là hương vòng thì tùy theo cái sở thích và thẩm mỹ của mỗi người thôi. Còn phong thủy thì các bạn cứ yên tâm rằng không có vấn đề gì xảy ra nếu như bạn thắp hương vòng hay là hương nén. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi cuối cùng trong chủ đề thảo luận ngày hôm nay. Đấy là câu hỏi: hiện nay thì có nhiều loại hương hóa học đa phần được sử dụng rất nhiều, bởi vì khi mà hương tàn thì quấn rất là đẹp, không dây dụng, nên mọi người thường hay lựa chọn vì nghĩ như vậy là sẽ có nhiều lộc. Thì không biết là quan điểm của thầy như thế nào về vấn đề này ạ? Vâng, trước hết là phải dặn các bạn trợ lý này. Tôi muốn dặn các bạn trợ lý và cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn đang xem cái video này. Những cái hương mà khi đốt xong ấy, nó cuốn tròn lại và nó không dụng tàn ấy, gọi là hương gì nhỉ? Hương không tàn đúng không? Dạ. Tôi muốn nhắc các bạn rằng các bạn đừng có quy chụp cho những cái hương đó là có nhiều chất hóa học. Vì như vậy sẽ cũng rất là tội nghiệp cho những người mà đang sản xuất những hương vòng ở ngoài kia, mà họ sản xuất những cái loại hương rất là chất lượng. Thì tôi thì không bán mấy loại đó, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là chúng ta mà phán xét như vậy nó không thật sự là công bằng. Còn những cái hương tàn, nếu như cái việc đầu tiên mà các bạn muốn sử dụng cái hương vòng, hương không tàn đó, thì chúng ta hãy xác định cái nguồn gốc rõ ràng và hãy tìm những nơi mà chất lượng cao nhất. Rồi sau đó chúng ta thờ phụng, chúng ta cứ thắp hương thoải mái. Vì tôi cũng, bản thân tôi thì tôi rất là thích cái hương mà không tàn đấy. Nhìn cái bát hương của chúng ta trông nó rất là ấm cúng đúng không? Trông nó rất là đầy đủ. Và như vậy nó cũng bớt một phần là những cái bụi, những cái mạt nó rơi ra ở trên khám thờ. Nó khiến cho cái khám thờ của chúng ta cũng sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và bản thân tôi thì thực sự là tôi cũng rất thích là cái vẻ đẹp của cái bát hương khi mà bát hương nó tụ cao lên như này rồi đó, không rơi những tàn ra. Và tôi thấy rằng là khi mà tàn không rơi như vậy, nó cũng góp phần làm cho cái ban thờ và cái khám thờ của chúng ta rất là sạch. Khám thờ, ban thờ mà sạch thì nó sẽ giảm bớt được khá nhiều cái phần mà uế khí sinh ra. Nên việc mà chúng ta dùng
cái hương không tàn này, quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cái nguồn gốc và cái chất lượng của hương vòng này. Còn ở trong phong thủy thì đây là một loại hương theo tôi là tốt. Vâng, xin cảm ơn phần giải đáp của thầy Phương. Vậy là những câu hỏi trong chủ đề những sai lầm trong việc thắp hương ngày Tết của chúng ta thì hôm nay cũng đến đây cũng là xin kết thúc. Tôi biết là còn rất nhiều quý gia chủ vẫn còn những thắc mắc, nhưng tuy nhiên do thời lượng của chương trình có hạn nên quý gia chủ nào còn những thắc mắc và băn khoăn thì mọi người hãy để lại dưới phần bình luận và đội ngũ trợ lý của chúng tôi sẽ tổng hợp lại và giúp mọi người giải quyết những thắc mắc này. Và ngày hôm nay thì xin cảm ơn thầy Phùng Phương đã giúp quý gia chủ và các bạn hữu hiểu thêm được về những cái sai lầm trong việc thắp hương ngày Tết. Xin cảm ơn thầy. Vâng, xin kính chào quý gia chủ và quý bạn hữu. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình giải đáp cùng Phong Thủy Phùng Gia tiếp theo. Xin chào.